tôi cũng biết ra đón chứ à. Ôi giời, kia quá. Trời ơi, tối lắm. Không được gì mấy, được mấy củ ba kích như này lắm nó trầu thôi. Kinh nhỉ, mập giỏi nhỉ, cứ ra đón chứ à. Giời ơi, nào, mập nào, giỏi thế, cũng ra đón chứ à. Hả? Tối lắm, nhìn trời này đây nhưng mà tối cũng chả được gì mấy đâu. Nào, cố nhặt ít lắm đã trầu cho đủ nguyên liệu về để làm cho nó đủ cái chỗ đường kia. Thế lại may kiếm được thêm vài củ ba kích nữa. Mập đây các bạn, hôm nay thì nhà em vẫn đi rừng. Mọi khi thì hai vợ chồng em đi, nhưng mà hôm nay do là thời tiết cho nên em hơi cúm một chút. Thì ông xã em là sợ là đi rừng thời tiết này thì nó ốm, nên cho nên là hôm nay ông xã em một mình. Lý do là cũng một phần là do thiếu một chút cái nguyên liệu để vào cái trước mấy hôm trước nhà em lên cái lọ xoa bóp thì còn dư một ít gừng rừng với lại củ địa liền, cho nên là thiếu ít một lá trầu, cho nên là hôm nay ông xã em thời tiết nó cũng không có phải là nắng, không phải trong trời, nhưng mà hôm nay ông xã em vẫn đi rừng để lấy cái dược liệu, lấy trầu một lá về để lên nốt cái lọ xoa bóp. Thì hôm nay đi về khá là muộn, thế nhưng mà lại cũng phải là chẳng được gì mấy, tại vì thời tiết trên rừng mùa này thì nó tối lắm các bạn, đi lên rừng thì nó cũng khó tìm để tìm nguyên liệu, tại vì thường là nhà em đi lên cái chỗ mà bọn em lấy đi thì là trên cái đỉnh rừng thì thường là nó hay, mùa này nó hay có sương mù rất là nhiều. Cái kiểu là về bắt đầu là hút nhìn đi đâu bắt đầu nhớ lúng liệu đấy. Thôi lớn tí cho theo đi rừng đi nhổ trầu. Đi nhổ trầu với đi nhổ măng nhé bập nhé, hay đi gánh đi thù dược liệu về nhá. Còn nhớ được không? Nhớ được không? Về phát là dính đấy ngay được. Hay thật chị nhờ, bập nhá. Dính đấy ngay thì xem nào, xem cái mặt nào. Đấy, chủ làm thì cứ làm thôi. Mập ngủ là mập cứ ngủ thôi. Nhìn ngủ ngon lành. Kệ luôn, chả đâu quan tâm, chẳng cần để ý. Kệ ai làm gì cứ làm. Mình ngủ cứ ngủ thôi.
Việc của mình đã non tí nhỉ. Đấy, bây giờ các bác nhìn thấy mập mà đã khác xưa rất là nhiều chưa? Cho dù lớn lên đấy các bác, cho dù lớn lên nhưng mà cái mắt của mập vẫn có cái vành trắng trắng nhìn như mắt họa mi ấy. Đấy, bây giờ lớn lên nhưng mà vẫn rất là, vẫn nhìn rất là đẹp trai luôn. Còn ai làm gì thì làm, mập để đi ngủ đã. Đây là những cái củ địa liền các bác nhé. Đây là những cái củ địa liền nhà em thái ra để mai hong ra để lên những cái lọ xoa bóp mà vừa rồi nhà em có chia sẻ đấy. Cái lọ xoa bóp để dùng xoa bóp đau nhức xương khớp này, tê bì chân tay và đau mỏi vai gáy, hoặc là mình có thể ngâm chân trước khi đi ngủ rất là tốt. Đấy. Đây là những cái nguyên liệu thì nhà em đang xử lý, đang để thái ra như thế này để mình hong, để cho nó hơi tay tái thì mình có thể mình cho lên những cái lọ như vậy. Thì ban ngày thì thường là mình nhà em sẽ có những cái công việc ban ngày hoặc là có thể đi rừng, thì tối về thì mình mới tranh thủ để thái để lên những cái lọ như vậy. Mập mập kệ, hay làm gì cứ làm.